Xin chào các bạn. Hôm nay tôi dành thời gian này để chia sẻ với các bạn cái suy nghĩ sai lệch trước khi quyết định đến với phẫu thuật đặt túi nâng ngực. Đó là các bạn muốn thả rông khi mà có vòng 1 được cải thiện lớn hơn. Vậy nó sai lầm ở chỗ nào? Chúng ta bắt đầu thế này nhé. Với cái sức nặng của mô tuyến vú bình thường tự nhiên, các bạn đã thấy như thế nào? Khi mang thai, khi cho con bú, hoặc theo thời gian tuyến vú đã bị đổ, bị rơi xuống rồi. Bây giờ chúng ta thêm một sức nặng nữa, thêm một sức nặng gấp 2, đôi khi gấp 3, thậm chí có người lên đến gấp 4 lần. Vậy thì tốc độ sệ sẽ rơi xuống rất nhanh. Tốc độ sệ này nó rơi theo cấp số nhân. Có nghĩa là khi các bạn đến với người bác sĩ, khi các bạn đến với lại cái phẫu thuật, có thể các bạn đã trải qua 10 năm, 20 năm rồi thì nó mới sệ có chút xíu thôi, 2cm thôi. Thế thì bây giờ thêm một sức nặng gấp 2, gấp 3 lần, tốc độ sệ nó chỉ xảy ra trong vòng 1 năm hoặc nhiều lắm các bạn giữ được là khoảng 2 năm đầu. Như vậy sau 2 năm của phẫu thuật đặt túi nâng ngực, nếu các bạn cứ quan niệm thả rông, các bạn cứ quan niệm thả lỏng thì tốc độ sệ không thể nào kiểm soát được. Và như vậy đôi khi nó kéo dài đến gần đến rốn. Đó là một thực tế. Vậy thì quay trở lại với cái chỉ định phẫu thuật đặt túi nâng ngực để làm cái gì? Ở đây nhắc nhở điều này để các bạn trước khi đi phẫu thuật phải trả lời được câu đó. Hôm nay tôi đến phẫu thuật đặt túi nâng ngực, hôm nay tôi quyết định đi tư vấn để tôi làm cái gì? Thứ nhất là để các bạn đẹp hơn khi các bạn mặc bộ đồ này, bộ váy kia. Thứ hai, để các bạn tự tin hơn khi gần chồng, gần người bạn trai, gần partner của các bạn. Không bao giờ có chỉ định đặt túi ngực để thả rông, các bạn nhớ điều đó. Và luôn tiện tôi nhắc luôn với các bạn là với những bạn hay đi vũ trường, thậm chí có những bạn sử dụng thuốc lắc chẳng hạn, thì khi mà các bạn quyết định lao vào trò chơi như vậy thì nhớ một điều rằng với sức nặng tôi đang mang đây, tôi cần cái áo nâng ngực, tôi cần cái áo định hình giữ nó. Chứ nếu không, cái sự đông đưa trong lúc tôi tham gia trò chơi này, trong lúc tôi sử dụng cái thuốc lắc này, thuốc lắc kia, thì như vậy nó sẽ làm cho cái sự dao động của cái túi ngực, nó làm cho các bạn có thể bị đau, có thể bị tiết dịch, có thể bị sưng nề. Đây là một vài trường hợp tôi mới gặp cách đây 2 ngày. Vậy thì các bạn lưu ý cái vấn đề là sau phẫu thuật cần một cái phương tiện để hỗ trợ mô tuyến nâng giữ gìn cái đẹp sau phẫu thuật là một điều cực kỳ khó khăn. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.